nha. Nào ấy, nói có cô giáo đây rồi đúng không? Cái này là củ gà nước củ gốc như rồi. Thơ 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 thơ. Đứng bên khoa. Nói em biết rồi ta. Đây. Đây rồi đây. Phải đứng dậy. Có phải thừa các cụ ông không phải không? Thật ra thì còn ngủ dưới chiên đây thì bao giờ cũng thế. Thế nên hôm nay thì, trên là có bác Mỹ, có bác Cơ và tất cả anh chị em nhà mình. Và chúng em thật là vô cùng là có duyên khi mà lại đây anh chị em nhà mình để gặp nhau và đặc biệt là gặp các chị em ở Hà Giang phải nói là tuyệt vời luôn ạ. Và từ hôm nay thì cái cảm xúc duy nhất đó là em vô cùng cảm mến và ngưỡng mộ anh chị em ở trên trời đó. Thế và cũng chính vì là cái cảm xúc ấy cho nên là em cũng gọi là có một chút gọi là cảm xúc và em làm một mấy cái câu thơ về vợ chồng nhà Thắng, về Hà Giang và đặc biệt là gia đình nhà Vận. Thế là em cũng xin là đặt cái bài thơ về gia đình nhà Vận. Đấy, chỉ có cậu bảy mới có thơ thôi. Sau khi mà em đọc xong bài thơ thì cái lời kết thúc cuối cùng đó chính là chúng em anh em bình nhân chúng em nay là làm một bữa cơm gọi là chia tay nhé bạn. Bởi vì là em chưa thật lâu ạ. Bởi vì em vào đầu đây rất là lâu, nếu như mà không có việc gì nó xuất thì cho nên là đây em cứ gửi tới mọi người anh chị em nhà mình bài thơ mà bạn là em làm theo chị phải sự hoàn thiện văn bản cũng là bạn yêu ngờ bạn bài thơ em đặt nhan đề là như vậy ạ. Gia đình ở vậy đẹp thôi đồng hồ anh em đến từ nhiều nơi như trời tụ lại mảnh đất tuyệt vời bị xuyên núi đổi thiên tạo như mơ. Người thì quá đỗi ưng cơ, đoàn kết gắn bó tuyệt thơ nghĩa tình, chân tình đón tiếp. Bạn bạn cũng như bạn mình, chân tình đón tiếp hết mình nghĩ ra. Anh em luôn cảm nhận nhà, tâm đầy tình nghĩa thiết tha mặn nồng. Thời gian mình ở bên cùng, ít thôi mà vỡ như chung lâu rồi. Gia đình G7 mình ơi, xây thêm bồi đắp tốt tươi nhiều lần. Thắng Vương thì thật vô lần, cùng xuân hạ quý muôn cảnh vui tươi. Hà Sơn dung đại tuyệt vời, tận lúc yêu mến tình ơi dạt dào. Khi về mình gửi lời chào, ân tình và bảy sáng chào phải đi xin hết. Chuẩn bị thôi. Chưa.
Như cô giáo nói là gọi là tạm nhát thôi. Vâng. Và xin mời cả nhà. Rồi, đây. Mời cả nhà nhá.